Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series giới thiệu về dòng tai nghe Elecom. Và đây là chiếc tai nghe Bluetooth in-ear của Elecom mang tên là LBT-HBC80. Tên nó hơi dài nhưng mà các bạn cũng chẳng nhớ cho mình. Bởi vì cái đặc biệt, điều đặc biệt ở con tai nghe Bluetooth này á, là nó có hai phiên bản, các bạn có thể ý ở đây. Đó là có một phiên bản là dành cho iPhone và một phiên bản là dành cho Walkman và iPod. Thì hiện tại thì trên tay mình đây thì chỉ là hai con dành cho iPhone và smartphone thôi. Còn những cái con mà cho Walkman và iPod thì mình chưa có thấy về Việt Nam. Và hiện tại thì LBT-HBC50 thì nó sẽ có hai màu, một màu đen và màu trắng. Rồi, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng mở unbox ra bên trong con màu trắng thử. Về công nghệ, một chút về công nghệ thì LBT-HBC850 á thì cái thời gian pin đó là khoảng 8 tiếng và thời gian sạc là khoảng 2 tiếng. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng kích sạc luôn để con này có thể chỉ sử dụng đi sạc trong vòng 1 tiếng thôi. Về công nghệ thì các bạn cũng có thể thấy là Qualcomm ABTX và cái là Bluetooth 4.1. Rồi, chắc là đủ rồi. Về bên trong các bạn thấy unbox ra. Đây, còn tai nghe của chúng ta thì nằm trong cái túi xốp nhưng mà cũng khá đơn giản. Rồi, túi xốp thì sao, giống như mấy con sùa thôi, cũng nằm trong túi xốp thôi cái gì. Nhưng mà nhìn đơn giản quá. Rồi, một cái túi đựng tai nghe, túi nhung đựng tai nghe và cái cuốn sách manual. Rồi. Ba cặp tiếp silicon và một cái dây sạc micro USB. Rồi, nhưng mà được cái con này thì các bạn không cần phải sợ mà sạc mà trên 5V và ampere hay là chế pin, bởi vì nó có cái kích sạc, công nghệ kích sạc tích hợp sẵn này rồi. Về cái driver bên trong này á, driver bên trong này theo mình nhớ không nhanh là cũng là một driver dynamic và cũng cái công nghệ đó là của con đó phát xuất đầu bản là SHB-1000. Đó là driver được làm cái màng magnet rồi. Nhớ không nhầm là như vậy. Các bạn có thể thấy đây cũng đơn giản thôi. Trên cái tai nghe của chúng ta là một nút control, nút bật mở luôn. Hai nút tăng giảm âm lượng bên này. Đây. Rồi, cái này các bạn giữ cái nút nguồn cỡ như chúng ta nghe Bluetooth bình thường thì các bạn chỉ cần giữ nút nguồn khoảng 4-5 giây thì nó sẽ tự động chuyển qua chế độ tìm thôi. Một chút về cái chất âm của con Elecom này á, thì chất âm của cái con tai nghe Bluetooth này thật sự cái thanh ngon theo mình nghĩ nó là một sự cân bằng. Nó không có quá nhiều về bass, cũng không có quá nhiều về mid. Thật sự đây là một điều mình nghĩ là một điều rất tốt, bởi vì khi mà các bạn trong tầm giá mà khoảng dưới 2,5 triệu xét ra thì hầu hết các tai nghe Bluetooth đều khá nhiều về bass để tiện các bạn việc vận động tập hay tập thể thao. Nhưng mà nếu mà những bạn thích cái tiếng mà kiểu ngọt ngào dễ nghe thì cá nhân mình nghĩ Elecom là một sự lựa chọn rất là tốt, rất là tốt. Rồi, pin thì cũng 8 tiếng, thiết kế thì cũng cá nhân mình thấy cũng khá chắc chắn đó. Cá nhân mình nghĩ cũng không có gì để mà đáng chê được đó. Cái chất âm của nó cá nhân mình nghĩ mình bỏ ra khoảng 3 triệu là ok rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.